Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 11 giờ 30 ngày 6 tháng 1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại địa chỉ 42/3, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn. Nạn nhân là chị NTHC, 31 tuổi, quê Tiền Giang. Tài sản bị chiếm đoạt là một xe máy. Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng PV01 cho biết, sau 9 giờ truy xét đã xác định được hướng tẩu thoát phối hợp với Công an Long An và sau 72 giờ đã truy bắt được đối tượng gây án. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02 cho biết, Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, từng bị Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tìm để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng bỏ trốn. Theo trưởng phòng PC02, trước khi gây án tại tiệm cà phê, Tâm đã đến một hiệu hớt tóc trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn để tìm cách cướp, nhưng do đông người, quan sát không thấy có nhiều tài sản. Nên hớt tóc xong, Tâm đi đến xã Xuân Thới Sơn giết người, cướp tài sản. Trung tá Đới Ngọc Thắng, phó phòng PC02 cũng cho biết, các chỉ huy phòng đã trực tiếp cùng các điều tra viên có kinh nghiệm, kỳ cựu tới hiện trường, thấy nạn nhân bị thương rất nặng, đối tượng gây án rất dã man. Thủ phạm đã chém hơn 40 nhát khiến nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng, truy xét rất bất lợi vì chỉ có một nhân chứng chỉ nghe tiếng xe máy rời khỏi quán cà phê. Xung quanh hiện trường không có quán xá khác hay camera an ninh. Khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo tập trung truy bắt, điều tra làm rõ. Khi xác định đối tượng lẩn trốn vào khu rừng keo ở xã Lương Hòa, ở địa bàn rộng 50 ha rừng, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu PC02 bao vây 24/24, không để kẻ này tẩu thoát vì đây là đối tượng liều lĩnh, manh động, tẩu thoát thì có thể gây ra trọng án nữa. Lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng gồm 1.000 cán bộ chiến sĩ vây giáp toàn bộ khu rừng. Được sự giúp đỡ chỉ đạo phối hợp Cục C02 Công an Long An, Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Lương Hòa, nhân dân ấp 7, ban chuyên án đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo PC02, người dân khu vực đã nấu mì, mang bánh mì đến chốt, đốt lửa sưởi ban đêm, gửi cà phê cho lực lượng truy bắt. Trung tá Thắng cũng cho biết xã Lương Hòa có rất nhiều kênh rạch, rừng tràm nhiều gai, cây cối ngập cao đầu. Đối tượng phát hiện ra bị truy bắt nên bỏ xe trốn. Khu vực rừng rộng 50 ha, rất nhiều tràm, cây cối rậm rạp, chằng chịt, rắn rết, ong vò vẽ. 10 lượt cán bộ chiến sĩ phải đi bệnh viện vì bị ong vò vẽ chích. Tuy nhiên, công an phát hiện các vết như bước chân trên bùn cỏ, vỏ của một số trái dừa bị đập vỡ và xác định Tâm đang ẩn nấp ở đây nên quyết định không rời mục tiêu. Cảnh sát huy động 7 chó nghiệp vụ, 7 playcam, lập 40 chốt, huy động cả người dân khu vực tham gia truy bắt. Khi xác định được Tâm đang ở trong đó, PC02 lập chốt bao vây khu vực, lập 40 chốt, cảnh sát hình sự, công an Hóc Môn, công an Long An và nhân dân để bao vây. Tuy nhiên, do cây cối rậm rạp, sức người không hiệu quả, PC02 đã huy động 5 xe múc bánh xích để tạo lối cho trinh sát, đồng thời rà soát khu vực. Tâm lúc này đang ẩn nấp dưới nước, dùng cỏ khô che lên mặt chỉ để thở. Kẻ sát nhân hoảng hốt vì nghĩ rằng máy múc đã tới sẽ cắn trúng người nên tung lên bỏ chạy. Lúc này, vòng vây đã khép chặt. Đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người này không có đồng phạm, chỉ thực hiện một mình. Trước đó, hắn chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng cho việc gây án, trốn chạy công an như chuẩn bị quần áo, đồ vật giấu ở trên đường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Khi các chiến sĩ công an bắt, dẫn giải đối tượng ra ngoài, thì hàng trăm người dân hò reo vỗ tay. Đã 3 ngày nay, người dân không dám vào làm rừng, họ ở nhà đóng cửa, sợ đối tượng gây án.